Hôm nay mình xin chia sẻ đến với các bạn thêm một cái món ăn chay nữa. Đó là khổ qua sốt cà chua. Các bạn cũng biết khổ qua là một loại thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe. Và nguyên liệu của mình hôm nay gồm có là khổ qua hay còn gọi là mướp đắng. Mình đã làm sạch cắt đôi, làm sạch ruột và cắt khoảng 2 cm như thế này. Và đây là cà chua mà mình đã rửa sạch và mình cũng cắt hạt lựu nhỏ như vậy nha các bạn. Rồi gia vị của mình hôm nay gồm có là 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1 ít dầu màu điều, 1 ít hạt tiêu, 1 ít ba rô bằm nhỏ như thế này. Chúng ta cùng nhau vào bếp nhé. Mời các bạn đã chuẩn bị một cái chảo dầu nóng rồi nha các bạn. Các bạn thấy không? Dầu ở trong chảo nó cũng bắt đầu là lăn tăn cái hạt. Rồi thấy chưa? Rồi chúng ta sẽ chiên cái khổ qua này trước nha các bạn. Đó, dầu nóng rồi. Cho nên khi mình bỏ khổ qua vào là nó bắt đầu là sôi liền. Chúng ta cho hết cái chỗ khổ qua này vào. Chúng ta chiên cho nó săn săn lại thôi ha. Với cái khổ qua này á thì các bạn có thể làm được rất là nhiều món, có thể là nấu canh, có thể là nhồi, có thể là xào, có thể là kho, có thể là ăn sống, làm gỏi, vân vân, rất là nhiều. Và khổ qua này á là không những ăn rất là ngon mà còn là một cái loại thuốc là chữa được rất là nhiều cái bệnh mà có lẽ chúng ta ai cũng biết. Và nếu như các bạn mà tìm được những cái loại khổ qua là khổ qua vườn, khổ qua đèo hoặc là khổ qua rừng thì rất là tốt luôn. Và chúng ta cứ chiên như thế này. Bây giờ nó đã xong xong cái mặt rồi, chúng ta bắt đầu chở nó ra ha. Và sau một hồi chiên thì bây giờ khổ qua nó đã săn lại rồi nè, các bạn nhìn thấy không? Nó săn lại hết rồi, thấy không nè? Bây giờ là nó đã được rồi đó nha. Bây giờ chúng ta tắt bếp và vớt ra nha các bạn. Sau đó chúng ta mới bắt đầu là làm sốt cà chua ha. Cái món này á thấy lạ vậy nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Bây giờ chúng ta mở lửa lên cho cái chảo nó nóng nha các bạn. Mình cho vào đây 1 ít dầu ăn. Và mình cho hết cái chỗ ba rô bằm nhỏ này vào nha. Phi thơm lên. Mình đây là những người nào ăn chay bình thường và những bạn thích ăn chay thì họ có thể là dùng ba rô. Nhưng với một số bạn ăn trường chay mà họ không dùng ngũ vị tông thì bữa khác mình sẽ chia sẻ đến với các bạn một cái loại mà có thể thay thế cho bữa ngũ vị tông nha. Bây giờ là cái ba rô đã vàng thơm rồi nha các bạn. Chúng ta cho hết cái chỗ cà chua này vào nhé. Rồi mở lửa lên, nhỏ lửa lại nha. Chúng ta cho 2 muỗng canh nước tương vào luôn nha các bạn. Và chúng ta cũng cho hết cái chỗ gia vị này vào nha. Chúng ta mở lửa lên. Và bây giờ chúng ta cùng chờ cho cà chua này nó mềm ra nha các bạn.
Sau một hồi thì bây giờ cà chua là nó bắt đầu mềm rồi nha các bạn. Chúng ta cho một ít dầu màu điều vào cho nó đẹp ha. Nó luôn đi. Các bạn biết không? Đây là những cái món ăn thường ngày của gia đình mình. Và gia đình mình là một gia đình ăn thường chay nha các bạn. Cho nên gia đình mình ăn như thế nào thì mình sẽ chia sẻ đến với các bạn như thế đó. Về những cái thực phẩm cho đến là dụng cụ, nhà bếp, các kiểu thì rất là trơn thuần luôn. Nên cái gì mà không có đẹp mắt các bạn cũng bỏ qua cho mình nha. Và bây giờ các bạn thấy cái hỗn hợp này nó bắt đầu đó đã nhuyễn ra rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cho khổ qua vào nè. Và chúng ta đảo đều. Các bạn thấy nó hơi khô một tí không? Chúng ta có thể là cho thêm một ít nước lọc vào nữa để cho nó có cái độ sệt lại một chút nha. Mình cho thêm một ít nước lọc vào nha các bạn. Và bây giờ cái món ăn của mình nó đã được rồi nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không nè, cà chua nó vện vào khổ qua. Bây giờ chúng ta tắt bếp và cho ra đĩa nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau cho ra đĩa nha các bạn. Rắc một ít hạt tiêu lên trên nha các bạn. Và cho một ít ngò rí lên trên nữa. Các bạn thân mến, với những món ăn rất là đơn giản như thế này nhưng mà đầy đủ dinh dưỡng, thì trong cái mùa hè nắng nóng như vậy thì không những là ngon mà còn rất là tốt và cho sức khỏe và mát. Ăn rất là mát, khổ qua là một loại thức ăn rất là mát. Chúc các bạn thành công trong món này. Nếu các bạn thích cái video này của mình thì hãy nhấn like và đặc biệt là nhấn đăng ký kênh. Nút đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn, chào tạm biệt các bạn.